tay bạn tớ sẽ lấy móng này nhá. Được. Móng này đảm bảo cho bạn là đẹp luôn. Ngôi sao à? Ngôi sao với lại đính đá. Đẹp thế nhở? Đấy, bạn thấy chắc chắn chưa? Chắc chắn, đẹp. Khác hẳn luôn móng chưa gắn vào đúng không? Tất nhiên rồi. BB TV. Hôm nay vừa mới sắm được mấy bộ móng mới. Tí nữa cho khách chọn luôn. Toàn những móng đẹp thôi. Mở xem nào. Màu đỏ này. Ôi, toàn là những mẫu mới nhất thôi. Màu xanh. Màu xanh này. Màu hồng. Móng màu hồng nè. Lại còn có nơ nữa chứ. Xinh quá. Màu hồng nè. Wow. Tí nữa mình sẽ làm cho khách những bộ móng thật là đẹp. Đấy. Wow, đẹp nhở. Đẹp quá. Ý, móng nơ này. Móng nơ này mình thử gắn lên móng của mình xem. Wow, chắc chắn quá. Đẹp. Wow, còn có cả ngôi sao nữa nè. Đá dính ngôi sao. Chào bà chủ. Tớ chào bạn. Mình đến làm móng đây. Tớ biết rồi. Đây, tớ vừa mới mua được những mẫu mới nhất hiện nay đây. Đẹp thế nhở. Uầy, mấy cái bóng này lạ thật đấy. Đính đá đấy, tớ toàn là lấy những mẫu mới thôi mà. Thế làm cho tớ một mẫu đẹp nhất đi. Được luôn. Hôm nay tớ đi sinh nhật. Đi sinh nhật phải làm bộ móng thật đẹp vào. Rồi, thế làm cho mình đi. Thế à, bạn chọn đây là để tớ chọn nào. Móng đầu tiên thì nhờ bà chủ tư vấn. Được, tớ xem nào. Đây. Tay bạn tớ sẽ lấy móng này nhá. Được. Móng này đảm bảo cho bạn là đẹp luôn. Ngôi sao à? Ngôi sao với lại đính đá. Đẹp thế nhở? Đấy, bạn thấy chắc chắn chưa? Chắc chắn, đẹp. Khác hẳn luôn móng chưa gắn vào đúng không? Tất nhiên rồi. Bây giờ bạn chọn đi, tớ gắn cho. Ừ, móng thứ hai, móng này đi. Rồi, móng này nhá. Đấy, gắn cho mình nào. Đúng rồi đây. Rồi. Móng thứ ba, đây. Wow, bạn chọn móng này đẹp nhá. Bạn cũng thấy đẹp đúng không? Đúng mà. Cái viên đá này đẹp cực kỳ luôn. Sáng đấy. Đây, con mèo. Mèo nhá, mèo hồng nè. Đây. Rồi. Đấy, đẹp quá. Móng cuối cùng là móng này đi. Móng ngôi sao màu hồng này. Trời ơi, đẹp thế nhở. Bạn thấy sự khác biệt chưa? Xem khác hai bàn tay nào. Đây này. Đấy. Thế nào? Tay này đẹp hơn đúng không? Tay có móng này chứ. Tất nhiên rồi. Đây, làm thêm cho mình đi. Đẹp quá nhở. Đây, ngón này tớ thấy cái này đẹp nè. Đâu? Đây. Ồ, được đấy. Đẹp không? Cái này còn có cả cầu vồng đám mây này. Cười nữa đấy. Ừ. Đáng yêu nhở. Cái ngón thứ hai này thì... Đây đi. Đá này này. Wow, đá này này. Rất là nhiều màu. Đây, đến cho mình. Rồi. Đấy. Chắc chắn luôn. Nhìn sang trọng hẳn luôn. Đây 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 đây. Hoa này đúng không? Hoa đấy đấy. Hoa vàng. Đẹp quá. Đấy. Cho vào đây. Wow. Đấy. Đẹp nhở. Còn hai móng nữa thì mình chọn móng này này. Đẹp này, tớ thấy đẹp lắm. Ồ, được đấy. Lấy cái đấy đi. Gắn móng này nhá. Gắn móng đấy cho mình. Rồi. Móng cuối cùng thì mình phải chọn cái nào đặc biệt một tí. Đây này, tớ thấy cái này đẹp nè. Ồ, cái này được. Được. Lấy không? Cái đấy luôn. Tớ chọn cho bạn là móng đẹp nhất luôn. Bà chủ có mắt thẩm mỹ thật đấy. Đẹp này. Chưa? Bạn có ưng ý không? Quá là ưng ý ấy chứ. Đẹp nhở? Đẹp. Công nhận tay bạn làm móng lên khác hẳn luôn. Nhìn sang trọng không? Đấy. Nhìn sang trọng đấy. Tối nay mình đi dự sinh nhật đó. Cô mà đẹp nhất cả hội luôn đấy. Tất nhiên rồi. Mà nhá, có ai hỏi bộ móng này thì giới thiệu cho tớ nhá. Được luôn, không phải lo về cái khoản đấy đâu. Thôi mình gửi tiền, của mình hết bao nhiêu? Của bạn hết 30.000 thôi. 30.000 à? Đúng rồi. Rẻ thế. Này, 10.000 này. Rồi. 20.000 này. Đấy. Rồi. Đủ rồi, tớ cảm ơn nhá. Cảm ơn bà chủ nhiều nhá. Mình về đây. Bye bye. Bye bye.
khách vui tính quá. Bây giờ mình sẽ cho tiền vào két sắt để mình tiết kiệm. Chú nữa, ý là thần thiện lạ, chân bạc. Đây nữa. Chú nữa, ý là thần thiện lạ. Hôm sau đi học mình cũng có tiền để mua sách vở nữa. Hoa, móng mới về, đông khách quá. Mình phải vào lấy thêm vài mẫu nữa để cho khách tiếp theo mới được. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của Bibi nhé. Hẹn gặp lại các bạn.